Xin chào các bạn nha. Hôm nay thì mình sẽ trải nghiệm pate cục đèn của Hải Phòng. Cái hũ hôm nay mình ăn á là loại ít tiêu. Mình cũng không biết tại sao người ta lại đặt là pate cục đèn nữa. Chắc người ta khuyến khích mình mua nhiều nhiều để chắc cao lên như vậy cho giống cây cục đèn nè. Mình thấy nó khá là thơm luôn, và cái mùi thơm này thì tựa như cái mùi thơm của xúc xích vậy á. Bây giờ thì mình sẽ kết hợp ăn chung với bánh mì heo quay nha. Xin mời các bạn nha. Mình đẩy rất là nhiều gan, nó béo ngậy luôn. Nó béo ngậy luôn, còn cái phần pate á thì nó mịn lắm. Cái loại ít tiêu này nè thì mình thấy người ta phân bố tiêu rất là hợp lý, nó không có bị nhiều quá nhưng mà mình ăn mình vẫn cảm nhận được cái mùi tiêu. Cái này á thì mình chỉ nghe được cái mùi thơm của bơ thôi chứ không hề bị tanh cái mùi gan đâu nha. Cái pate cục đèn này thì nó quá là nổi tiếng rồi, mình thích nhất ở cái chỗ là nó béo béo mặn mặn, cái hương vị nó vừa dặn lắm luôn á, ăn rất là cuốn.